Thế nên người Mông người ta bảo là Mông Mán, người ta bảo là con nhạc con phở. Thôi ngày nào mình chả ăn cơm, hôm nay ăn phở thì đời thơm muôn phần. Trăm năm trăm cõi của hậm trần, cơm khô phở ướt là phần tất nhiên. Thế mới thích, tại sao là phải ăn, thích ăn phở là vì thế. Hà Nội phố xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với đường Tuệ Tĩnh thuộc thị xã Sapa. Nói đến Sapa thì rất là nhiều quán ăn quý vị ạ. Đi dọc đường đây thì Duy cảm giác thấy là ai mà có nhà ấy, thì là đều làm dịch vụ ăn uống cũng như là khách sạn. Sapa thì rất là nhiều những cái món ăn nổi tiếng rồi, nhưng mà hôm nay Duy sẽ tìm một món ăn mà Duy rất là thích, đó là món phở. Và đây cũng là video chia sẻ cho quý vị và bạn quán phở ngon ở Sapa. Đây gần như là một trong những quán phở đầu tiên cũng như là lâu năm nhất ở Sapa, đó là phở Khuyên. Mời quý vị. Và có một cái điều rất là hay Duy cũng muốn chia sẻ với quý vị, nếu mà quý vị đến đây nhá mà không nghe thấy tiếng nhạc ở loa nữa ấy thì hết phở. Nhưng mà bây giờ Duy vẫn nghe thấy tiếng nhạc, tức là quán phở. Mời quý vị. Đây quý vị, mới đầu đi trong một con ngõ nhỏ và tới nhà thì Duy thấy là rất là rộng, đặc biệt nữa vào đây rất là ấm cúng. Em chào anh. Dạ. Đây đây đây, anh ơi. Anh đi. Mình ăn phở là mình phải đến đây gọi anh. À không, có thể em mà ngồi tại bàn cũng được, hoặc là dạ. Những người quen ở đây thì người ta thường đi lên tận nơi gọi đấy. Dạ. Nhất là nhìn thấy người để rồi là để có thể chan và làm theo đúng dạ. ý của khách. Dạ. Wow, em xem hấp dẫn quá. Mình chiên phở gà. Chiên phở gà. Dạ. Gà thì mình có bát như thế nào anh? À, thực ra thì ở đây là đồng loạt là bà con dân tộc ở đây cũng như người Kinh thì là người Kinh thì 40.000. Còn bà con dân tộc thì mình lấy 35.000. Dạ. Đấy. Và mình còn có thịt được một loại thôi. Dạ. Tất cả là đùi tiết tổng hợp là mình như nhau hết, chứ không có phân loại là cánh hay đùi gì cả. Vâng. Đấy. Anh có lòng mề hay là cái gì thêm nữa không? Hay là chỉ có thịt thôi? Chị thực ra thì phở của anh thì có lòng mề, nhưng buổi sáng thì anh em có thể nấm rượu người ta cũng dùng hết rồi. Ồ dạ. Chứ không làm được. 35.000 là đối với này à. Bà con dân tộc thiểu số, nói dạ. thẳng là mình cũng có những cái nó hơi ưu ái hơn một chút. Dạ. Vì cái điều kiện họ cũng không thể như anh em mình cán bộ nhân viên được. Đấy. Ôi em thấy con gà ngon quá anh ạ. À, gà này là gà ta mà chị chọn cũng rất cẩn thận. Dạ. Thế thì chính vì lại từ nguyên liệu cho đến cái gia vị nó tạo nên cái hương vị đặc sắc của bát phở dạ. gà vùng cao nhỉ. Vâng ạ. Em nhỉ. Tôi đi có khi chân thành mời em ra làm bát phở xong rồi anh em mình uống chén rượu. À dạ vâng. Đúng không? Cảm ơn anh. Em muốn trò chuyện với anh một chút cũng như là xem anh làm gà này thì anh luộc lên sau đó để anh bóc ra đúng không ạ? Chị thường là chị luộc này xong này là sau đó để nguội một chút. Dạ. Rồi chị sẽ loại bỏ xương ra xương và thịt ra thịt. Dạ. Xương thì lại tiếp tục cho linh lấy nước. Dạ. Thịt thì làm phở. Dạ đây là chị đây. Thế là cũng quán gia đình đúng không? Tầm đây thôi. Dạ. Có người bạn. Anh ơi, gà mình luộc thì mình luộc đơn thuần hay là mình có ướp hay là làm cái gì? Bí quyết gì không thì thực ra không đâu. Dạ. Gà trước hết là phải ngon. Dạ. Xong luộc thì theo cái cách dân gian cũ. Dạ. Chứ nó không phải là thêm gia vị hay cái gì vào để tạo cho cái hương vị của con gà vâng. thì không phải, mà con gà bản chất nó phải là
À, là ngon. Dạ. Dân gian cũ là mình chỉ cho một chút nước sôi rồi dạ. Ta mới luộc gà. Cho gà vào luộc. Anh không cho thêm gừng hay là cái bất cứ gì. Phải giữ để nguyên, để giữ được cái hương vị tự nhiên của nó. Dạ. Đó. Vâng. Cái này là xương đã dùng rồi đúng anh? À đúng đúng rồi, bỏ đi rồi đó. À vâng. Còn có xương con gà. Dạ. Bát đặc biệt của anh là bao nhiêu tiền? Thực ra ở đây không có bát đặc biệt. Không có bát đặc biệt. Theo yêu cầu của khách hàng. Dạ. Tức là ví dụ như bọn ở nhà chỉ có một, tức là bán hàng kinh thổ lô lô đều như nhau ấy, không được phân biệt. Dạ. Đấy. Thế thì bởi vì là như này, là trong xã hội thì nó có sự phân hóa người giàu và người nghèo. Thế thì người nghèo luôn luôn chịu thiệt thòi. Thế thì không được. Dạ. Không, đấy là quan điểm. Nên ở đây không có đặc biệt. Dạ. Như nhau hết. Dạ. Còn thì tất nhiên có những cái trường hợp đặc biệt. Dạ. Ví dụ do nhu cầu của mình. Dạ. Thì có thể là tôi nhiều thịt hay là ngon hơn một chút thì dạ. cái nhu cầu. Mà cái đấy cũng rất hát hiếm, để ai cũng phải giống ai. Vâng. Nó tạo ra một cái sự bình đẳng trong vấn đề mình nói là sinh hoạt, gọi là ăn để đi làm. Dạ. Chứ không phải ở đây để ăn trưa. Dạ, hay quá. Thì còn tất nhiên là trong quá trình đấy thì có người là mình đi du lịch cũng có khách bản địa. Thế nhưng mà tạo ra một cái không gian bình đẳng. Dạ. Tất cả ở đây cũng có rất nhiều các anh lãnh đạo ở thị xã. Dạ. Đến đây cùng sinh hoạt với lại bà con. Thế tạo ra một cái không khí nó có rất, nó hài hòa. Vâng, nó gần như nó sự hòa nhập. Dạ. Để cho, chứ ở đây anh không có một cái gì là tách biệt hay là bát đặc biệt hay là có phân loại là không có. Dạ. Như nhau hết. Vâng, tức là không phân biệt đẳng cấp. Không phân biệt. Anh em nghe thấy là phở khuyên thì anh có thể chia sẻ một chút về cái lịch sử cũng như cái tên gọi, tại sao gọi là phở khuyên? Tên phở khuyên là xuất phát từ là ông chủ nhà. Dạ. Trước là họ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, sau đó được nghỉ hưu. Dạ. Thì ông về có phát triển kinh tế gia đình thì ông có, trước là cái này là phở là của ông là nghề gia truyền. Dạ. Nhưng mà trong thời gian công tác thì ông không làm. Dạ. Sau khi nghỉ hưu thì ông mới lại khôi phục lại cái thương hiệu của ông là phở khuyên. Và ông cũng là ông Khuyên là đời thứ mấy chứ đấy. À đời thứ mấy. Đấy, nhưng mà ông tên là Khuyên. À có sau phải đấy. Ông đang bán nước ở trước cửa đó. Vâng, thế hay sau quá. Đó thì là ông lấy tên ông là phở khuyên. À đấy. Dạ. Còn nguyên bản của ông là cán bộ công tác, rồi sau được nghỉ hưu, nhà nước cho nghỉ hưu thì ông về ông gây dựng lại cái quán. Vâng, cảm ơn anh. Thế anh tên là gì anh? Anh tên là Dũng. À anh Dũng. Dạ vâng. Vâng, thế anh cho em một bát 40.000 đi ạ. Rồi. Dạ. Cảm ơn em ngồi đi. Dạ. Quán mình là bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị? Chị bắt đầu bán từ 6 giờ sáng ạ. Chị bán đến 10 giờ thôi. Cho em đĩa quẩy nữa nhá. Cho không quẩy. Mình có hai nồi nước đúng không ạ? Một nước dùng và một là nước nhúng trần. Dạ. Nào, em cứ tự nhiên. Dạ. Cháu đi lấy đĩa chanh. Vâng. Vâng, thưa vị, lạnh quá. Đây cũng là một trong những cái cách để làm ấm nhanh quý vị ạ. Bát phở rất là nóng, ấm. Mời quý vị nước dùng nhé. Nước phở chất lượng, vị ngọt của nước phở nó rất là tự nhiên, nó hòa trộn giữa vị của xương lợn hầm cũng như là của xương gà. Ở trên đây thì quý vị và bạn có thể nhìn thấy có hành tím này, rau thì có rau mùi. 3-4 nghìn đối với Duy lượng thịt tương đối nhiều. Và cái điểm mà Duy thích đó là có cả phần đùi, phần xương của con gà được thái lẫn lộn vào đây. Đây chúng ta có thể nhìn thấy thịt đùi này. Nhìn miếng thịt đã muốn ăn luôn rồi mọi người ạ. Thịt gà giòn, thơm, đặc biệt là lớp da vàng óng, ăn rất là béo ngậy. Rất thích. Wow. Cái này nó ngon ở thịt gà quý vị ạ. Sợi phở ở đây Duy cảm nhận thấy là nó không được dai, giống như là phở ở Hà Nội. Nếu mà phở Hà Nội mang đến đây mà chan cùng với lại gà ở Sapa thì đó là cái điểm 10 cộng rồi. Bánh phở của cái bát phở này tôi thấy là khá là nhiều.
Nhiều quý vị nói rằng tại sao mà Duy ăn gần hết bát thì Duy mới cho thêm nêm nếm vào, bởi vì Duy muốn có cái cảm nhận về cái nước dùng cũng như là thịt gà rồi sợi phở một cách nó tự nhiên nhất. Lúc đó thì mình mới có cái cảm nhận cũng như là một cái đánh giá nó chính xác. Bây giờ Duy sẽ cho chanh vào. Hạt tiêu quý vị ơi, tiêu ở đây lại cho vào bát, chứng tỏ là mọi người ở đây ăn hạt tiêu rất là nhiều. Tương ớt Mường Khương quý vị nhá. Màu tương ớt ở đây nó rất là tươi. Giấm tỏi ớt. Thế là topping rồi mọi người. Dừng mời quý vị nhá. Ngon. Của Sapa cũng rất là ngon. Mời em. Dạ vâng. Ồ, anh nhiều rượu thế. Đúng không? Rượu này là anh để bán luôn đúng không anh? À không, rượu này thì chủ yếu là để anh mang tính chất vừa ngâm vừa dùng và để giới thiệu thôi. Dạ. Thế còn thì bán ở đây thì anh cũng chịu. Cái loại này thì anh cũng ít bán để nó tương đối quý. Dạ. Này, nó được ngâm cái nguyên liệu chính là lấm minh chi. Dạ. Và một loại sâm nữa là sâm được nó sinh trưởng ở trên cái núi Hoàng Liên. Dạ. Độ cao từ 2.000m trở lên. Đó là sâm đốt trúc. Dạ. Anh có thể chia sẻ cho em những cái loại rượu của anh không? Rượu này thì cũng có rất nhiều loại nhưng mà chơi lại như mình làm chén đó là anh. Chúc anh giữ sức khỏe và ngày càng đông khách hơn. Dạ. Em có nhiều khung hình đẹp. Vâng. Nhiều các cái địa chỉ giới thiệu thật là tin cậy đối với khách. Vâng, cảm ơn anh. Bà con này riêng. Dạ. Ngon không? Rượu của anh là ngon. Tuyệt vời anh ạ. Rượu của anh là phải ngon. Mời em. Rượu của anh ngon lắm. Nhưng không phải là rượu mà đây là rượu không phải là thương mại. Vâng ạ. Anh chỉ giới thiệu là quý mà. Vâng. Em uống rất ngon. Rất ngon luôn. Nó cảm giác uống kiểu như một cái loại rượu tây nào đấy, man mát, nhẹ nhàng, êm dịu nhưng mà lại sức khỏe các em nhé. Vâng, cảm ơn anh Dũng rất nhiều nhé. Bây giờ Duy mời quý vị và bạn ra trò chuyện với ông ở Sapa. Quý vị đến mà quý vị không ăn liền một mạch ấy thì nó nhanh nguội lắm, thời tiết rất là lạnh. Con chào ông. Mở đây uống nước. Uống nước đấy. Tết nhất rồi vậy. Tết nhất đến nơi rồi. Nước đó. Vâng, cho xin. Ông đưa này là chuyển nhượng hết cho anh Dũng hả ông? À. Nước tiết đấy. Dũng đưa chén này. Tí nữa chén này nóng hổi. Thế là ông nghỉ lâu chưa ông? Nghỉ bán phở ấy không? Ông nghỉ bán phở là từ 2008. Dạ. Thì bàn giao cho các con. Dạ. Thế còn ông thì vẫn làm cố vấn thôi. Dạ. kiểu cố vấn. Dạ. Thế còn thì còn đây đang bán đây là con út thôi nào. Dạ. Thế còn trên đó là có ba chị nữa là giáo viên. Dạ. Là người đầu tiên. Là người quán phở đầu tiên là Sapa. Đầu tiên Sapa. Từ năm 90. Những năm ở trên này còn nó hoang sơ lắm. Và đợt đấy là sao là ông nuôi gà ở vườn nhá. Đấy, gà vườn nuôi thả, gọi là gà đồi đấy. Bây giờ dân cư nó ít mà thả nhiều lắm. Lợn gà cứ thả rông thôi mà. Ăn thích ăn con nào ra chỉ là bắt luôn. Nó không bây giờ là cái cơ chế thị trường nó khoảng độ từ năm 95 rồi lại đây. Thế là người là lên làm ăn nó đông đúc như này. Đấy, rồi doanh nghiệp lên. Trước đây không có đâu. Trước đây Sapa lên nó buồn tẻ lắm. Du lịch thì chủ yếu là Tây, chứ Việt Nam ít. Và bạn thấy là hiện tại thì Sapa mình phát triển rất là nhanh, cách đây khoảng tầm 3 năm đổ lại. Không, từ năm 95. Từ 95 bắt đầu là du lịch sôi nổi. Thứ hai nữa là các doanh nghiệp nó đầu tư vào thì Sapa phát triển cũng mạnh. Là từ năm 95 đấy, bắt đầu có điện quốc gia. Và con thấy là ông là vẫn là điều hành đúng không ạ? Uống bán cà phê này, nước trà này, rồi sau đó là gọi là bên phát thanh ạ. Gọi là phát thanh của gia đình. Dạ, phát thanh gia đình. Và ông là chuyên mở những cái bản nhạc. Chuyên mở những bản nhạc đỏ. Dạ.
đấy là có phải là để báo hiệu cho mọi người rằng mình đang hoạt động bán phở đúng không ạ? Khi ông nghỉ là ông sẽ tắt đi. À. Khi nào mà nhạc tắt tức là hết phở. Tức là bà con kể cả dân tộc cho đến là khách nghỉ cho đến là cán bộ của huyện là không nghe tiếng đài là hết phở. Là không xuống nữa. Đó. Còn khi nào mà vẫn còn nhạc là còn phở. Thế nên người Mông người ta bảo là Mông Mán. Người ta bảo là con nhạc con phở. Gọi một câu rất hay. Thập niên 90 ấy không? Thì người ở đây thì đa số là người dân tộc này. Rồi dân thì nghèo thì lấy tiền đâu mà ăn phở của ông? Không, cái thời thì lại như này. Cái thời là Sapa thì nó nói chung là nó cũng không nghèo lắm. À, nhưng cái ôn ngã của nó ấy, thì nó lại khác bây giờ. Dân thì thực tế là không có tiền. Nhưng tất cả các đồ ăn uống thì nó quá rẻ. Ví dụ như ở thời nào không có bánh phở. Không ai làm bánh phở mà người ta chỉ làm bánh đa thôi. Bánh đa gà đồi, lợn bản. Ví dụ như trước đây một con lợn bản nó chỉ 20-30 nghìn. Nó rẻ lắm. Bán mức độ không có người mua. Người đâu mà ăn. Nhà nào cũng nuôi, nhà nào cũng trồng. Tiến tới từ năm 95 đổi lại đây, con người đông lên, thực phẩm nó mới khan hiếm thì nó mới đắt. Đấy, đồng tiền nó mới cao lên. Còn nếu cứ từ năm 95 mà kéo lại trước ấy thì ông nói là nó quá rẻ, cuộc sống sướng lắm. Đấy, trước cửa nhà ông là một cái chợ tình đấy chứ, cứ một tuần chỉ có một phiên chợ thôi vào ngày chủ nhật. Đồng bào của 11 xã trong huyện này, 17 xã trong huyện này là lên họp, đi từ thứ bảy lên ngủ tại đây và hát giao duyên. À, tức là cái địa chỉ nhà của mình đây là từ ngày xưa đến nay. Và cái chợ ở đây là không còn nữa. Trước cửa luôn. Đồng bào lên hát, mình gọi là hát giao duyên như kiểu quan họ Bắc Ninh, hát đối nhau. Hát đối nhau, thế là đôi nào mà hợp nhau là co kéo nhau về nhà. Rồi bắt đầu nảy sinh ra là cái tình yêu rồi mới lấy nhau. Rồi mới cưới nhau. Rồi mới mang bạc trắng đến để thách gia đình nọ, thách gia đình kia. Là người này đẹp thì là bao nhiêu đồng, người kia xấu hơn thì là bao nhiêu đồng. Đấy, nó mới có cái chợ tình. Thế rồi cái chợ tình này mới mất đi là năm 1995 rồi. Hay là nhà nước mình lấy cái này để xây như là kiểu siêu thị, bán kiosk. Thế là đồng bào không có chỗ họp nữa, nó mới mất cái chợ tình đi, mất cái bản sắc đi. Tức là bây giờ là chuyển phía trước nhà thờ rồi ạ? Nhà thờ không phải là chợ tình, mà đấy chỉ là những con đường gọi là đồng bào tụ tập thôi. Còn chợ tình của nó trước đây là cái chợ 12 gian, chợ bằng ngói. Ban ngày là tất cả người Kinh đồng bào đến họp chợ là gánh đến, gánh hàng hóa đến. Nhưng 6 rưỡi phải gánh về hết, không cho để chợ, mà lấy chỗ để cho đồng bào chơi trong đêm thứ bảy đấy, để ngày mai họp chợ. Chợ đông lắm, nó vui nghìn nghìn đi. Nhưng mà bây giờ những du khách mà muốn tìm những cảm giác như ngày xưa ấy thì đi vào trong làng bản thì còn những cái phiên chợ tình không ạ? Bây giờ trong làng bản thì lẽ này không có phiên chợ tình. Mà chỉ có thứ bảy chủ nhật nó gọi là có những cái cuộc hội ngộ với nhau thôi. Tức là người giữ người đi chợ, người khách và người Kinh ở trên này xuống. Gọi là gặp mặt giao duyên, hò hát, nói ăn uống rồi thưởng thức ẩm thực. Là cái không phải là chợ tình, mà cái gọi là chỉ gọi họp mặt giao duyên. Mình gọi là du lịch làng bản. Đấy, đúng mức của nó là du lịch làng bản. Bởi vì là cái bản của người tộc Mèo nó khác, cái bản của người tộc Mán nó khác. Đấy, cái bản tộc Nhắng nó khác, cái bản tộc Tổ nó khác. Mỗi bản nó có một cách sống và nó có một cái văn hóa khác nhau. Thế nên là tại sao khách du lịch cứ bảo là tôi đến đây đi cái bản nào là đẹp nhất? Theo ông thì bản nào cũng đẹp. Bản nào cũng đẹp. Người nào cũng đẹp bởi vì mỗi bản nó có một cái bản sắc riêng. Nó có một cái văn hóa riêng. Ở Sapa mình thì có khoảng bao nhiêu dân tộc phải không? Sapa mình thì có khoảng độ 8 dân tộc. 8 dân tộc. Dân tộc ít người nhất là dân tộc Sa Phó. Mà dân tộc ít người nhất. Thế còn có dân tộc Sa Phó này. Thế rồi dân tộc Thổ này, dân tộc Nhắng này, dân tộc Mông này, dân tộc Mán này, rồi U Dí Ba Ní là có hết. Đấy. Và các dân tộc đấy đều có ngôn ngữ riêng ạ? Đều có ngôn ngữ riêng, đều có một cái văn hóa riêng, đều có một cách ăn mặc khác nhau riêng. Đấy.
Và bây giờ họ vẫn giữ được cái bây nét giờ đó. Ở dưới làng bản là vẫn giữ được nét dân tộc như thế. Chỉ có cái là lên tới huyện, trước đây là huyện, bây giờ là thị xã, thì không có chỗ để người ta họp thôi. Không có chỗ để mà tập trung. Bởi vì mỗi một lần tập trung như thế là phải có hàng ngàn người, 1.000 cho đến 2.000 trong một phiên chợ. Thế nên bây giờ mình cái diện tích đất đai thì nó thật là không còn nữa. Đấy, không còn nữa thì tất nhiên phải mất chợ tình đi. Mất chợ tình thì mất chỗ tụ tập đi. Thì đồng bào là cứ nay ở chỗ nhà thờ một tí, mai ở sân quần một tí. Đấy, tức là nó thành từng nhóm từng ô, thì nó không biểu hiện thành chợ nữa, mà nó thành từng nhóm một thôi. Từng nhóm ca hát với nhau thôi. Đấy, giao duyên với nhau thôi. Chứ trước đây là cả một cái chợ lớn, rất nhiều dân tộc về đây họp. Trong khi đó là bán phở này, rượu cần này, thế rồi là thịt chó này, sáo dè này, rất nhiều. Mà mỗi một buổi chợ lên đây thì cả một cái sân vận quần đây. Trước đây gọi là sân vận quần nhưng chính của nó là sân buộc ngựa. Buộc ngựa và nấu thắng cố. Đấy, cái sân quần đấy, sân vận quần của nó bây giờ. Nhưng bây giờ là cái cơ chế của mình là đất nước giàu dân mạnh rồi. Toàn đi một ô tô với xe máy thôi. Thế ngựa nó không mang đi nữa. Đấy. Thì thành phố là bắt đầu sạch. Không có ngựa lên nữa nhưng cũng mất bản sắc của nó. Có con ngựa lên cũng rất là hay. Có con ngựa lên rất là hay. Nhưng bây giờ lên thì không có chỗ buộc. Vâng. Với này nó đi vệ sinh thì không được sạch sẽ. Không được sạch sẽ. Với hai nữa giờ là cái điều kiện là nó thật kinh tế phát triển. Toàn đi xe máy với ô tô. Thế nên đi nhanh về nhanh. Thế nên người ta không cần phải đi chợ trước một hôm nữa, mà cứ sáng ra người ta mới đi chợ vẫn vừa. Trước đây là phải đi chợ trước một ngày. Vâng, con cảm ơn ông. Ông ơi, ông có thể là chỉ cho con cái địa chỉ nhà mình cụ thể như nào không ạ? À có, địa chỉ của ông là đây, đây 018, 018 phố Tuệ Tĩnh, phường 6, tổ 6, phường Gia Bang. Thế còn địa chỉ ông cứ nói Phở Khuyên thì là tất cả đều biết hết. Chứ không cần phải là trẻ con cũng biết hết. Con cảm ơn rất nhiều. Và nếu quý vị nào đi du lịch ở Sapa nhé, nếu mà muốn ăn Phở Khuyên thì vào Google Maps search là Phở Khuyên là sẽ chỉ đến thôi. Trong đây thì có cả chỗ đỗ ô tô, mặc dù là chúng ta nhìn thấy nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà rất là rộng rãi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn mọi người trong cái clip sắp tới. Cảm ơn rất nhiều, chúc ông sức khỏe và chúc cháu đi mạnh khỏe nhá, khỏe công tác thật tốt. Vâng, xin chào mọi người.